Vâng, xin chào bác nhé, chào anh em. Đây, tiếp tục ngày hôm nay thì có một số hàng hoàn và về đây, ít thôi. Một số mặt hàng quay cho anh em luôn, thanh lý luôn. Ngày Tết rồi bác ạ. Em sẽ quay đến từng sản phẩm một và em sẽ báo giá cho anh em luôn nhé. Ở đây có mặt hàng cực kỳ xịn sò. Nhưng mà khách cọc đàng hoàng rồi đấy, những bác không lấy, em trừ tiền cọc, em thanh lý cho bác anh em luôn được không? Một số mặt hàng thì đây từ sàn thương mại điện tử đây. Sàn thương mại điện tử thường sẽ không được bóc ra đâu bác ơi, không được bóc ra thử máy đâu. Đây bác nhìn này, bóc ra đây. Không biết là có liên quan gì vấn đề giữa việc bưu tá quen hay không. Cái này thì em chắc chắn sẽ kiểm tra lại cẩn thận cho bác anh em trước khi mà sẽ gửi cho bác. Nên bác yên tâm một điều, tất cả hàng thanh lý thì đều được bảo hành bình thường hết. Ở đây các bác anh em có thể nhìn thấy luôn. Ở đây em có một em vang cơ lai số Tamashii FX19 đúng không ạ? Trong mẫu này rất là quen thuộc các bác anh em rồi. Các bác xem kênh của bên em thì quá là quen thuộc rồi. Đấy, Tamashii FX19. Đây em cắt. Thôi, cái này không cần phải cắt đâu. Không cắt để nát xem lại luôn, để nguyên vẹn như này, để quay lại thử xem là hàng khách gửi về hay là hàng hoàn. Nếu mà hàng hoàn về thì em sẽ thanh lý cho bác anh em. Với em này giá 1 triệu đồng thôi, Tamashii FX19 nhá, 1 triệu đồng. Ở đây thì các bác có thể nhìn thấy luôn, một là một em Tamashii FX25 đúng không ạ? Tamashii FX25 đây. Đấy, 25 vàng cơ lai số có revert đấy các bác nhé. Đấy, các bác nhìn đấy. Đấy, ui dồi ôi. Đấy, các bác nhìn đúng không ạ? Không biết lý do tại sao mà lại hàng Shopee mà lại liên quan đến cái việc đấy là cuốn ni lông trắng như này. Nhưng mà hàng này nếu mà hàng hoàn về thì em thanh lý cho anh em luôn thôi, 1 triệu mốt thôi. Đó. Cái này thì em sẽ liên hệ lại trực tiếp qua xem là cái vấn đề là hàng quà này sẽ như thế nào. Đó. Tiếp tục các bác ơi. Một em này thì em mở ra em khá là giật mình. Đây là một sản phẩm mà cực kỳ có giá trị luôn. Nói thẳng luôn anh em là giá trị rất là cao. Với em mic mà anh em nó mua trên thị trường khoảng tầm gần 4 triệu đồng đây. Em Shure UR68S nha. 68S. Giá đã cọc rồi các bác nha. Đây, khách đã chuyển cọc rồi mà không biết tại sao em gọi bác lại không nhận nữa. Đây, bác đã cọc đến 1 triệu đồng rồi nha. Cọc đến 1 triệu 2. Hôm đấy là anh ấy gửi đồ ra 1 triệu 2 đây. Còn 2 triệu 6 đây. Em này giá của em nó là 3,8 triệu đồng. Đấy. Nếu như bác có xem thì bác phải liên hệ em, bác liên hệ luôn với em nhá. Không là em trừ tiền cọc này, em thanh lý luôn cho anh em có 2 triệu 6 thôi đấy nhá. Em chia sẻ luôn đấy nhá. Hàng nó chưa mở ra đâu ạ. Con này thì làm sự kiện thì bác yên tâm một điều, sóng siêu khỏe luôn. Nếu anh em nào có nhu cầu làm sự kiện sóng siêu xa thì em sẽ làm video quay test thử thực tế luôn cái sóng của em Shure 68S luôn. Đấy, mic các bác nhìn luôn là các bác đã thấy là cực kỳ chất lượng rồi. Đó, quay cho anh em luôn. Đó. Còn nếu anh em mà lấy hàng, nếu như mà trong trường hợp mà bác mà đấy, em sẽ trừ con này đi 300.000 đồng. Trừ luôn 300.000 đồng hộp xấu để cho anh em là mua. Đấy, với giá 3,8 thì bây giờ còn 3,5 triệu đồng. Đấy, thanh lý cho anh em luôn. Tiếp tục em mở thêm. Đây, một con vàng cơ này số từ Cẩm Mỹ Đồng Nai đây. Cẩm Mỹ Đồng Nai hoàn về đây. Vàng cơ này số này nhìn số này số 18, 19. Em mở ra đây. À, đây 18 đây. Tamashii FX18. Vàng cơ này số. Chẳng không phải mở lại quá nhiều đâu. Vàng cơ này số Tamashii FX18. Rất quen thuộc với anh em xem kênh của anh em rồi đúng không ạ? Em này thì em thanh lý luôn cho anh em luôn. Đấy, thanh lý luôn. Hai hàng này. Em mở hẳn ra đi. Mở hẳn ra cho anh em xem cái hình thức nó đi. Em cắt hẳn nó. Mở hẳn ra. Mở hẳn ra cái này thì sẽ nhìn đâu ạ. Các bác nhìn đúng không ạ? Đóng gói đến lúc mở ra cực kỳ khó khăn luôn. Bọc chắc, rất chắc luôn. Em thanh lý giá máy cho anh em luôn nhé. Em thanh lý giá máy luôn. Không kèm dây ca lông đâu nhé. Anh em nhu cầu lấy thêm dây ca lông thì sẽ tính thêm. Đấy, hàng hoàn về này. Máy còn rất đẹp, hộp xấu. Thanh lý luôn 900.000 đồng. 900.000 đồng thôi ạ. Tamashii FX18. Tiếp tục đi. Em mở thêm một số sản phẩm ra thêm cho. À đây. Đây là một em băng cơ lai số B3X15 nữa. B3X15 thanh lý luôn là 1.150.000. Ở đây một mẫu lưu sao, đây có hàng hoàn về, đây cũng bóc hộp ra trước rồi đây. Em thấy các bạn đã bóc hộp thì em bảo tôi để quay luôn cho bác anh em xem luôn. Lưu sao này. Hộp này còn rất đẹp quá. Còn rất là đẹp. Thì em này em thanh lý luôn 950 nhá. À, lưu sao EG300 mic không dây. Quay nhanh để cho anh em xem nó nhanh hơn. Tiếp tục. Ở bên dưới này đây là một em đầy. Rồi. Đây các bác nhìn đấy, hàng nó hoàn về mà nó nhìn sợ không ạ? Quá sợ luôn chứ không phải là sợ đâu ạ. Đây các bác nhìn đấy, dán này thôi. Đây là một em đẩy B3BX800. Thanh lý luôn với cái hộp này, quá xấu rồi.
1.900.000 đồng thôi ạ. Máy thì các bác nhìn luôn nhé, em nhắc hẳn em giữ cái shop này. Máy còn rất mới, còn rất đẹp. Đây, tai ở phía sau nó hơi bị vênh một tí ti, cái này không thể tránh được vận chuyển mà được đi được về. Đó, đẩy hai kênh BX800 500W một kênh. Em này em thanh lý luôn cho anh em luôn 1.900.000 đồng. Còn em này là hàng gì? Đó, mở mở này. Đây chắc là một em băng cơ lai số nữa. Tamashii BX18. Tamashii BX18 đấy, hai em luôn, Tamashii BX18 900.000 đồng. Ở phía sau này thì em còn một em đẩy nữa. Đây, một em đẩy còn về đấy, các bạn cũng đang mở ra đấy. Hàng này thì chia sẻ với anh em luôn là ở cái khúc mắc đó là ở cái rắc Newtrik này. Newtrik này bác cái đấu không ra tiếng thì bác bảo là do con đẩy này hỏng. Cái này là bạn đã test rồi nhá, cái này mở ra test rồi, hoạt động bình thường hết cả 4 kênh luôn. Các bác đấu ở cái cổng rắc Newtrik này, các bác không đấu quen thì các bác có thể gọi điện trực tiếp qua cho bên em sẽ hướng dẫn cho các anh em cách đấu nối, rất đơn giản thôi. Nhưng mà đấu không quen thì là nó sẽ không ra tiếng, thì bác bảo là bị lỗi, bác không nói năng gì hết, bác hoàn về. Thì em đẩy 4 kênh Tamashii hàng chính hãng này đây. Đấy, hàng chính hãng này. Thanh lý luôn cho anh em luôn con này nhá. Một con này thôi. Thanh lý luôn là 3.100.000 đồng. 3.100.000 đồng. Đấy. Các sản phẩm mà em sẽ thanh lý cho bác anh em. Hiện tại ở đây có một số sản phẩm như thế. Nếu mà ngày mai có thêm hàng gì về nữa thì em sẽ quay ở trên livestream cho bác anh em. Và các anh em nhớ chờ đón ở trong buổi livestream vào tối thứ 2, thứ 4 và thứ 6. Anh em chốt sản phẩm nào thì anh em hãy gọi điện trực tiếp qua số điện thoại của bên em. Em cũng có để số điện thoại ở dưới phần tiêu đề cho anh em luôn. Các bác đang xem nhớ ủng hộ cho em một like và đăng ký kênh nhé.